18 đại nguyện của lão hòa thượng Tuyên Hóa. Năm hòa thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì thân mẫu ngài tạ thế. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân lạy hòa thượng Thường Trí làm thầy, chính thức xuất gia. Ít lâu sau, ngài tới trước mộ phần của thân mẫu để thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 19 tháng 6 âm lịch, ngài đối trước chư Phật và chư Bồ Tát mười phương phát 18 đại nguyện. Kính lạy mười phương chư Phật cùng tam tạng pháp giới, với chư hiền thánh tăng trong đời quá khứ và hiện tại, nguyện rủ lòng chứng giám, đệ tử là Độ Luân Thích An Từ, nay còn phát tâm chẳng vì cầu phước báu của hàng trời người cùng thanh văn duyên giác hay của hàng Bồ Tát quyền thừa, mà phát bồ đề tâm nguyện cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới đồng thời chứng đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Một, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 2. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng duyên giác ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 3. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 4. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời, người ở trong tam giới mà chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 5. Nguyện rằng nếu còn một người ở trong mười phương thế giới chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 6. Nguyện rằng nếu có một vị trời, người hay Atula mà chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 7. Nguyện rằng trong thế giới loài súc sanh mà còn một kẻ chưa thành Phật thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 8. Nguyện rằng trong thế giới loài ngạ quỷ mà còn một kẻ chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. 9. Nguyện rằng nếu trong thế giới loài địa ngục mà còn một kẻ chưa thành Phật hoặc địa ngục chưa trống không thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 10. Nguyện rằng trong tam giới nếu còn một ai đã từng quy y với con, dù là trời, người, Atula, các loài bay, lặng động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sanh, quỷ hoặc thần mà chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. 11. Nguyện hồi hướng bố thí khắp nơi mọi phước lạc mà con đáng được hưởng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. 12. Nguyện rằng một mình con sẽ nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sanh trong toàn pháp giới. 13. Nguyện rằng con sẽ phân linh thành vô số để phổ nhập vào tâm của những chúng sanh nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, sám hết tội lỗi, biết tự sửa mình, quy y tam bảo, rồi cuối cùng đều được thành Phật. 14. Nguyện rằng chúng sanh nào thấy mặt con hoặc chỉ nghe tên con đều phát tâm Bồ Đề, chóng đắc thành Phật Đạo. 15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa vào lúc giữa trưa. 16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, nhiếp thọ rộng khắp loài căn cơ. 17. Nguyện trong đời này con sẽ đắc ngũ nhãn, lục thông, phi hành tự tại. 18. Nguyện rằng tất cả điều nguyện trên đều được thành tựu viên mãn. Và cuối cùng, chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.